Chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một quán nướng rất là ngon. Mời mọi người đi thôi. Quán nằm trên tầng 3 của Aeon Bình Tân nha mọi người. Mình đang di chuyển lên tầng 3 nè. Hôm nay là thứ tư á mọi người. Trong siêu thị cũng vắng. Đây nè mọi người, mình đã đến nơi rồi. Ngay cửa bước vào mình có một cái menu như vậy nè mọi người. Mình mời mọi người vào trong luôn nha. Hôm nay là buổi trưa thứ tư á, cho nên quán này cũng không có đông, có 2-3 bàn thôi, cho nên cũng khá là thoải mái ha. Đây là nước ngọt nè mọi người. Đây là cái quầy mà để trưng bày cái đồ ăn mà mình có thể tự lấy á. Đây là tráng miệng, chè xương sa, hạt lựu, trái cây. Đây là đồ chiên, rau ăn kèm thịt nướng, mấy cái món salad, rồi nấm, rồi hành. Đây là giống như cái gì xiên que á, còn cái này là miếng xào nè. Cái này là tteokbokki nè, mình dở lên cho mọi người xem ha, tteokbokki nè. Còn bên này là giống như miếng xào vậy đó. Ở dưới này á, thì mình họ có để cho mình những cái chén để mình có thể lấy, để mình lấy cái đồ ở trên đó mọi người. Dễ thương ha. Bên đây là nước ngọt ha, chỗ này là máy kem nè. Mình đã chọn được một chỗ ngồi khá là thú vị rồi ha. Rộng rãi. Bây giờ mình sẽ... đầu tiên là người ta mang ra cho mình một cái chén nước chấm với lại một cái hộp phô mai bắp để ở dưới bếp để nấu nóng luôn. Bây giờ mình đi lấy một ít mấy cái món mà hồi nãy mình vừa mới quay xong để trên bàn á, mà được lấy tự nhiên á. Ở đây á, thì có hai hình thức phục vụ. Một á, là mình chọn món theo giá ở trên menu. Hai á, là mình ăn buffet. Hôm nay mình chọn ăn buffet ha. Đây nè, mình lấy mấy cái hũ rau hồi nãy mà mình giới thiệu cho mọi người rồi đó. Rau sống. Cái rau trong cái dĩa thấp á, là cái đó cũng là xà lách, nhưng mà người ta đã rau xà lách mà người ta đã trộn rồi, trộn gia vị rồi. Còn cái rau trong cái thố cao cao đó là rau sống bình thường để mình cuộn với thịt. Mình chọn thêm được một chén đồ chiên với lại mình lấy một chén nước chấm tương ớt với lại sốt manzanè. Đây là hai cái nấm đùi gà và một miếng hành tây. Mấy bạn bắt đầu mang thức ăn mình gọi ra rồi á mọi người. Hồi nãy mình quên quay lại mấy cái món mà mình gọi á. Một chút nữa tới mấy món đó thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Ở đây á, chủ yếu là thịt bò với thịt heo ha. Mình gọi mấy món này là ba chỉ bò, sốt mật ong với lại sườn bò á mọi người.
Có món mực nữa. Nhưng mà hôm hôm bữa trước á, mình cũng có ăn ở đây một lần rồi. Mình thấy món mực đó không ngon nên thôi hôm nay mình không có gọi món mực. Họ có cho mình một cái mỡ heo một cục to luôn á, để mình làm cho cái bếp nướng này nó có mỡ để nướng cho nó khỏi cháy á mọi người. Mình đang tra cái mỡ ra cái bếp ha. Trong khi mà mình đợi bếp nó nóng lên để mình có thể nướng được á, thì mình ăn trước mấy cái món mà hồi nãy mình lấy ha, món chiên sẵn á. Đây nè, mình mời mọi người. Mình cũng không biết cái món đó kêu bằng cái gì nữa. Mình thấy cũng ngon. Chấm với tương ớt với sốt marinara mọi người. Này là của Hàn Quốc á, cho nên là cái đôi đũa này mình hơi không được quen. Trời ơi, cái anh này ảnh cho mình nửa cái há cảo. Đây là sườn bò nè mọi người, nhìn hấp dẫn ha. Mình để nó một chút mình nướng sao ha. Mình đã di truyền lại cho cái anh đối diện cái đồ nướng rồi. Bây giờ mình có người nướng rồi, mình chỉ ăn thôi. Ở trên cái bếp nướng á, thì họ có để cho mình một cái thanh bằng sắt mà rời rời á, giống như là để mình nướng xong á, thì mình để lên trên đó cho nó không có bị nguội, không có bị nguội thịt của mình á. Nó hơi ấm ấm á. Đây mình bắt đầu nướng ba chỉ bò trước ha. Rồi, rớt rồi. Vậy mà cũng dành cái đồ gấp với mình. Mà thôi kệ đi ha. Để cho anh ấy nướng mình ăn mới sướng. Cái ba chỉ nó mỏng lắm mọi người, cho nên là để lên chút xíu rồi nó cũng chín nè. Mình trở qua ha. Nó đã chín rồi đó mọi người. Chứ cái này mà chín quá thì nó cũng khô, không có ngon á. Đó, mình cái bếp nó cũng nóng dữ lắm. Mình lật qua lật lại vậy là đã ăn được rồi á mọi người. Mình mời mọi người thử cái món đậu hũ non nè. Chiên lên á ha. Mình cũng chấm với tương á. Hồi nãy mình quên chưa gọi nước á mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy để mình gọi nước luôn ha. Ở đây nước á, họ cũng có buffet nước nữa. Là mình mua cái gói buffet đó xong á, thì mình sẽ được uống nước thoải mái. Cái quầy nước hồi nãy mình có quay mời mọi người tham quan rồi á. Bây giờ mình lựa hai cái phần buffet nước ha. Sẵn mình đang cầm cái máy, mình mời mọi người xem cái món ăn ở trên máy như vậy nè. Ở đây mình muốn ăn cái món gì á thì mấy bạn nhân viên sẽ đưa cho mình một cái máy như vậy. Rồi mình sẽ chọn món vì mình sẽ đánh vào dấu cộng á mọi người. Đó, nó có rất là nhiều món nè. Mấy món này không có giá, có nghĩa là trong buffet. Còn cái phần dưới này nó có giá rồi nè. Đây là nước rồi. Cái món nào mà có in giá đó là món đó là sẽ gọi gọi theo món, tính tiền.
Còn mà món nào mà không có giá ở trên đó là nó thuộc của buffet nha mọi người. Hồi nãy mình có gọi một cái lẩu bò nữa nè mọi người. Ôi nóng hổi luôn, hấp dẫn không mọi người. Mình để bên đó một chút, mình ăn đồ nướng xong rồi mình lấy nó qua ha. Nó cũng khá là to, một cái lẩu bò đó chắc cũng phải 4 người ăn mới hết á. Mình cũng rất là dở nha, mình không có biết ăn rau sống. Nhưng mà nhờ mà đi ăn những món như vậy á, thì mình ăn kèm với rau sống được nè mọi người. Bây giờ mình cuốn cái ba chỉ nướng hồi nãy vô ha. Mình quấn cho rau như vậy. Mình mời mọi người nha. Mình chấm nước chấm nữa. Rau sống thì rất là tốt ha. Nếu mà mình rửa sạch sẽ rồi này kia thì rất là tốt cho cơ thể á. Nhưng mà khổ nỗi mình lại không biết ăn rau sống mới ghê chứ. Đây còn một miếng ba chỉ nữa, mình nướng cho nó xong luôn. Rồi mình sẽ chuyển qua món khác ha. Hồi nãy giờ quên chưa nướng miếng hành á mọi người. Nướng hành tây vào cho nó thơm ha. Rồi mình sẽ nướng luôn cái miếng nấm đây nè. Nấm này là nấm đùi gà đúng không mọi người nhỉ? Mình cũng không rành lắm nữa. Đây là tteokbokki nha mọi người. Mình mê cái món tteokbokki này lắm. Ở trong đây thì cũng có một cái quán chuyên về tteokbokki luôn á. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái nước nha mọi người. Nhân viên họ mới mang cái ly ra cho mình á. Mình sẽ đi lấy nước. Mình chọn coca nha mọi người. Ăn đồ nướng mà uống coca thì nó dễ tiêu hơn ha. Nó cũng hợp khẩu vị nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn cái ba chỉ lúc nãy. Cũng sẽ cuốn vào rau như vậy nè mọi người. Cho hết vào miệng luôn. Nó cũng hơi to một chút nhưng mà nó ngon. Mọi người thấy cái anh trợ lý này của mình anh giỏi không mọi người? Hồi nãy giờ ảnh nướng ba chỉ xong, bây giờ ảnh qua ảnh nướng thịt sườn nè. Ảnh cắt rất là khéo luôn ha. Ảnh cắt ra từng miếng nhỏ để cho vừa ăn luôn á. Rồi ảnh đảo lên cho nó chín nè. Mình thì chỉ việc ngồi ăn thôi mọi người. Ảnh sẽ nướng luôn cái nấm nè. Đây nó hơi thiếu mỡ, mình thấy ảnh cho một cái miếng mỡ vào đây luôn. Mình chỉ ngồi ăn thôi. Nếu mình thấy nó chín rồi mà mình chưa có ăn kịp á, thì mình để lên trên cái thanh này nè mọi người. Thì trên thanh này thì nó cách cái mặt bếp một khoảng á, cho nên là nó sẽ giữ ấm được thịt ha. Bây giờ mình sẽ ăn tới món này là món ba chỉ, hình như là gầu bò sốt mật ong á mọi người. Cái này gọi là gầu bò sốt mật ong nha. Cái này nó cũng mỏng á nên nó cũng mau chín lắm nha mọi người. Một chút xíu là nó chín liền à. Tại cái bếp của mình lúc này là nó đã khá là nóng rồi á. Thịt bò mà mình để chín quá thì nó cũng không ngon. Anh thì đang nướng còn mình thì vẫn miệt mài với chén tteokbokki nè. Mình lấy có 2-3 cái miếng cái thanh gạo thôi mà mình còn ăn chưa hết nữa.
Cái thịt bò đó thì mình ăn với lại rau cuộn như ba chỉ hồi nãy cũng được nha mọi người, bởi vì nó cũng mỏng mà nó không có dày á. Mình cuộn nó vô rau như vậy nè, gói nó gọn lại một chút. Rồi mình chấm một miếng sốt. Theo mình á, thì mình thấy mấy cái món ba chỉ bò hoặc là gầu bò mỏng mỏng này nè thì nó dễ ăn á mọi người. Còn cái thịt miếng nó hơi dày á thì ăn nó ngán quá. Nãy giờ mình nướng xong rồi mà mình để hoài trên cái thanh làm nóng kia luôn á, mình chưa đụng tới luôn á. Cứ ăn cái ba chỉ này là thích nè mọi người. Mình ăn xong cái ba chỉ rồi á, bây giờ cái mình thôi mình cũng phải ăn cho nó hết cái thịt này nãy mình kêu ra, giờ mình bỏ xuống đây à, mình nướng lại chút xíu. Nó hơi ngán thôi chứ ăn cũng ngon. Còn hai miếng cuối cùng của thịt nướng này. Trong lúc ảnh ăn cái mình chôm cái cây kéo này mọi người, mình sẽ cắt cái miếng nấm này ra ha. Nếu mà mình cầm cái gấp mình cắt á, thì nó dễ hơn á. Nhưng mà mình lười lấy cái gấp quá, mình để trên đây mình nhấp luôn. Nó hơi khó cắt một chút, nó chạy tùm lum hết trơn rồi mọi người. Trợt lên trợt xuống không à, cuối cùng mình cũng phải cần sự hỗ trợ nè của cái gấp. Cái kéo không thì hơi khó cắt á mọi người. Còn một miếng đùi gà nữa. Thôi mình cầm lên, mình chưa nướng, mình cầm lên mình cắt luôn cho nó dễ. Rồi mình nướng luôn. Mình rất là thích cái quán này luôn á, nhưng mà có một chút xíu mình không thích nó là cái đôi đũa, tại mình cầm nó không được á, mình cầm nó trơn trơn sao á. Trong cái tô xilách lúc nãy á, thì mình có rau, có hai lá tía tô, có xilách tím nè mọi người. Mình thử gói trong một cái xilách màu tím tím này cho mọi người xem ha, cũng dễ thương. Bây giờ mình cũng chấm như vậy á, rồi cho hết vào miệng luôn. Mình còn một cái hộp bắp với lại phô mai để cho nó nóng ở trên cái bếp á. Và chút xíu nữa thì mình sẽ ăn tới cái món đó, mình sẽ quay nó kỹ hơn để mời mọi người.
gọi được một cái món nhìn nó đẹp lắm, để mình nói anh đưa qua cho mọi người xem ha. Mình sẽ để lại gần camera mời mọi người xem nè. Mình nướng hồi nãy giờ cái bếp nó cũng bị dính cái cháy ở dưới á mọi người. Thì bây giờ cái bạn nhân viên ra để vệ sinh cái bếp cho mình ha. Bạn gấp cái phần thức ăn thừa, à không phải thức ăn chưa ăn chứ không phải là thừa, để lên trên cái khay á. Rồi bạn chế nước vô nè. Cái khúc này á là nó hơi dăng nha mọi người. Mọi người ngồi né né ra một chút ha. Cái bếp nó đang rất là nóng, nó sôi cái nước liền luôn ha. Xong cái bạn sẽ đợi nó sôi một chút xíu, à, rồi bạn lấy cái dụng cụ cào á, bạn sủi sủi cái phần mà thức ăn nó dính ở dưới bếp nè, để cho nó sạch cái bếp của mình, nó không có dính nữa ha. À, mấy bạn nhân viên ở đây cũng rất là dễ thương á mọi người. À, mấy bạn đi ngang mà để ý mà nếu mà cái bếp của mình nó hơi bị cháy là mình sẽ, là mấy bạn sẽ vệ sinh cho mình cho nó sạch đó, để khỏi có, nó khỏi có bị cháy khét á. Mấy bạn làm hai lần như vậy cho nó thật là sạch luôn. Ngay cái góc bếp á thì nó có một cái lỗ, cho nên là bạn sẽ đẩy cái phần cháy với lại phần nước xuống ngay cái lỗ đó đó mọi người. Sau khi mà làm sạch rồi á thì bạn sẽ bật lửa lại cho mình ha. À, bạn điều chỉnh nhiệt độ cho nó phù hợp với cái bếp cho mình á. À, rồi bạn sẽ nhấc lại mấy cái phần kệ hồi nãy mà bạn nhấc lên á. Rồi cái này là cái khay bắp nè. À, mọi người có nhìn thấy cái chén nước chấm mà bạn vừa mới để xuống không? À, nhìn nó rất là dễ thương ha. À, mà mình không có biết ăn cái món nước chấm đó, mình thấy nó hơi ngộ ngộ làm sao á. Đây là bắp nè mọi người, bắp với phô mai nè. À, để hồi nãy giờ chắc nó cũng chín rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ xào luôn cái, à mình quên cho miếng mỡ vào để bôi trơn cái bếp á mọi người. Mình cho mỡ vào xong á, mình sẽ xào nguyên một cái đĩa hồi nãy luôn ha. Trong khi chờ đợi thì bây giờ mình đang múc cái lẩu bò ra chén nè mọi người. Trong cái lẩu bò đó người ta đã bỏ sẵn cái miếng rồi nha mọi người. À, nó hơi khó gấp chút xíu á. Người ta đã nấu sẵn ở trong đó luôn rồi. Thì thoa mỡ xong rồi thì mình sẽ bỏ nguyên cái dĩa này vào đây xào luôn. Đây mọi người, mình cho hết vào đây để xào luôn nè mọi người. Ở trên đó có một ít nước ướp á, mình cho vào luôn. À, thực ra thì ở trên cái menu á, à, có cái hình xung quanh cái mấy cái giá này nè là thịt bò ba chỉ á. À, xếp rất là đều luôn. À, nhưng mà họ mang ra thì có vài miếng thịt đại diện à. À, lúc nãy mình nhìn hình mình thấy hấp dẫn cho nên là mình kêu, nhưng mà kêu ra thì thấy với món này thì mình hơi bị thất vọng chút xíu nha mọi người.
loay hoay hồi nãy giờ mình cũng múc được hai chén lẩu bò rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn cái món lẩu bò trước nha. Mình mời mọi người thưởng thức nha. Ở trong lẩu bò nó có cả nấm nữa, nấm kim châm với lại cái nấm gì lớn lớn mình không biết tên, nó có 2-3 loại nấm luôn. Món xào xào này của mình nó cũng chín rồi mọi người. Mình lấy một cái bát này mình cho vào ha. Mình sẽ để vào đó để một chút mình ăn xào. Mình thì vẫn đang ngồi miệt mài ăn cái món lẩu bò mọi người. Nó cũng theo mình thì nó khá là ngon. Mới vừa rửa cái bếp xong, cái xào cái món này cái nó dính lại cái bếp hết trơn rồi mọi người, nó dính tùm lum hết. Còn mấy cái miếng thịt ở trên này mình bỏ xuống cho nó chín lại rồi mình gấp lên để mình ăn luôn. Mấy bạn nhân viên có nói với mình là sẽ vệ sinh cái bếp lại nữa rồi á. Thì trước khi vệ sinh thì mình nướng luôn mấy cái nướng lại mấy cái miếng này cho nó chín luôn rồi vệ sinh lại một lần luôn ha.
mình sẽ đi lấy nước mọi người. Mình lấy thêm nước ha. Bạn lại tới làm vệ sinh cái bếp nướng này mọi người. Lại mang cái thức ăn ở trên cái thanh này ra. Bạn sẽ làm vệ sinh giống như hồi nãy nha mọi người. Sạch sẽ rồi mọi người ha. Bây giờ sẽ để lại cái phần giống như lúc nãy. Cái hộp bắp đó mình vẫn chưa có ăn luôn. Cái món nước chấm này mình không ăn, thôi mình để lên bàn đi ha. Để nó chiếm chỗ của mình. Món bắp phô mai nó cũng chín dữ rồi đó mọi người. Bây giờ mình lấy lên để mọi người xem ha. Đó, nó là phô mai như vậy nè mọi người. Nó bết lại với nhau á. Mình ăn chứ nếu mà nó chín quá nó cũng bị khô cái phô mai. Rất là nóng nha mọi người. Mọi người có ăn thì lưu ý ha. Cái bắp đó nó rất là nóng luôn á. Bạn nhân viên bạn mới mang ra cho mình một cái cục mỡ mới. Đây nè mọi người, cục mỡ mới. Thank you.
Bây giờ thì mình sẽ nướng tới cái miếng sườn á mọi người. Sườn bò ha. Trông rất là hấp dẫn luôn nè. Cái này là sườn cho nên là nướng hơi lâu chút xíu ha. Trong lúc chờ đợi thì mình ăn cho hết cái bắp phô mai này nha. Nó khá là hấp dẫn. Nên là mình sẽ ăn hết luôn, nó hơi khó lấy một chút xíu. Mình cũng xử hết cái hũ bắp rồi đó mọi người. Còn có muỗng à. Bây giờ mình sẽ uống coca ha. Ăn thịt nướng mà uống coca nó đã lắm mọi người. Mình vẫn còn rau cho nên mình sẽ tiếp tục ăn với cái thịt sườn hồi nãy mà mình cắt ra cục cục á. Mình cũng gói với rau được. Mình gói với rau cho nó ăn nó không có bị ngán. Chứ ăn thịt không thì nó ngán lắm. Mình đang cãi nhau với anh trợ lý của mình á mọi người. Ảnh cứ kêu mình là không lo ăn đi, lo nhìn máy quay không à. Ăn gì mà có chút xíu à. Mà thực ra mọi người thấy không, mình ăn rất là nhiều rồi á. Mình cảm thấy là cũng hơi no rồi đó. Mà ảnh cứ kêu là mình ăn ít. Thấy ảnh nói vậy cho nên thôi mình ăn nốt luôn một cái muỗng bắp còn lại trong cái hũ bắp nè mọi người. Bỏ đi thì phí ha. Mình ăn hết luôn ha. Mà tới cái đoạn này nó khó gấp ghê luôn vậy đó. Phô mai nó cứ dính 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 á mọi người. Cái bắp phô mai này nó rất là nóng nha mọi người. Mình phải thổi kỹ một chút chứ không là cho vào miệng là nó lại phỏng miệng á. Vui lắm mọi người, ăn sắp xong rồi á mà mình mới phát hiện ra một cái này gọi là giống như gọi là cái tạp dề hả mọi người. Người ta để cho mình đeo cho nó đồ nó khỏi văng vô nè. Đây mình mở ra cho mọi người xem nè, họ có in thương hiệu của họ ở trên đây ha.
Đây mình để xuống, tại vì cái chảo nó nóng, mình để khéo cho mọi người xem ha. Đó, bây giờ mình đeo vô người mình. Đây nè mọi người, đó, chồng vô cái cổ bé đó mọi người. Đó, để cho nó khỏi văng á mọi người. Mọi người nhìn có vui không? Mình thấy mắc cười quá trời luôn. Mà mình thấy đeo nó sao sao á. Thôi mình đeo cho mọi người coi vậy thôi, chứ mình không đeo được, mình cởi ra. Nãy mình có gọi thêm mấy món ba chỉ nữa đó mọi người. Mình gọi thêm 3 phần ba chỉ nữa ha. Tại vì mình thấy cái ba chỉ này ngon á. Họ trang trí nhìn cũng bắt mắt. Mình ăn cũng sắp xong rồi đó mọi người. Mình tắt máy quay ở đây để ăn cho xong nha. Mình cảm ơn mọi người đã xem video chia sẻ về nhà hàng đồ nướng này của mình. Mọi người hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ mình làm những video sau nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người. Bây giờ mình sẽ đi ra quầy thu ngân để tính tiền á mọi người. Của mình 2 phần thì hết khoảng 840 mấy ngàn nha. Mình ký tên vào đây cho bạn nè. Mình xong rồi, mình về đây. Cảm ơn mọi người nha.